Bài số 11, những mẫu câu diễn đạt ý bất kể, không liên quan tới, không màng tới. Ngữ pháp số 1, nani nani ốt thô hoa dự, nani nani ốt thô hoa dự. Mẫu ngữ pháp này được dùng với ý nghĩa mọi người, tất cả mọi người, ai cũng có thể làm một hành động, một việc mà không cần đòi hỏi, không yêu cầu về một phương diện nào đó, dù có hay không cũng được, dù có hay không cũng giống nhau. Về cách dùng, nó hay đi kèm với những từ có nghĩa bao hàm nhiều mức độ lớn nhỏ hoặc nhiều loại khác nhau, ví dụ nên rê, tuổi tác, kokuseki, quốc tịch, tên cô, thời tiết, hoặc những từ chỉ sự đối lập, ví dụ đan rộ, nam nữ, nai gai, trong, ngoài, hoặc ư mự, có hay là không, và danh từ đi với ố, thổ và dự. Ví dụ, このマラソン大会は性別年齢を問わず誰でも参加できます。Cái đại hội marathon này thì tất cả mọi người, ai cũng có thể tham gia, không phân biệt giới tính, tuổi tác. Đó, chúng ta có một cách dịch trong tiếng Việt nhé, không phân biệt hoặc là bất kể, không cần thiết. Đó, ai cũng có thể tham gia được. Mọi người ở mọi giới tính, lứa tuổi đều giống nhau hết, ai cũng có thể tham gia. Ví dụ số 2, この仕事は経験の有無を問わず誰でもできます。Công việc này không đòi hỏi về kinh nghiệm có hay không, ai cũng có thể làm được. Công việc này ai cũng có thể làm được mà không đòi hỏi về kinh nghiệm. Đó, mình hình dung ra cách sử dụng của nó nhé. Không phân biệt, không đòi hỏi, đúng không? Ai cũng giống nhau, ai cũng có thể làm được. Mẫu ngữ pháp số 2, nani nani ni kakawari naku, nani nani ni kakawara zu. Hai cái mẫu ngữ pháp này giống nhau bởi vì giữ nó chính là nai đấy. Vậy ý nghĩa mẫu ngữ pháp này cũng giống với ố thô hoa dự. Nó mang hàm ý đó là bất kể, không liên quan tới một phương diện nào đó, dù thế nào tất cả cũng đều giống nhau hết. Tuy nhiên, về cách dùng cụ thể thì nó cũng có một số cách kết hợp mà ố thô hoa dự không có. Ta có ni kakawari naku, ni kakawara dự, hay đi kèm với những từ có nghĩa bao hàm nhiều mức độ lớn nhỏ. Kyori, khoảng cách, kingaku là khoản tiền, okisa là kích cỡ. Ngoài ra có một cái kết hợp mà ố tô hoa dự không có, đó là nó có thể đi với những cặp từ thể hiện sự đối lập, ví dụ cặp iku ikanai, đi hay là không đi, oku hoặc oku nai, nhiều hay là ít, hoặc nó có thể đi với từ nghi vấn, đó là cả. Về cách kết hợp cụ thể, như mình có nói, nó có thể đi với danh từ giống ố tô hoa dự, hoặc nó có thể đi với những cặp động từ hay là cặp tính từ mang ý nghĩa đối lập. Ví dụ, この路線バスの料金は乗った距離に関わりなく一律200円です。À, cái tiền đi xe buýt cái tuyến này ấy, không cần biết, bất kể là đi xa hay là đi gần, bất kể cự ly xa hay là gần thì đều là giá 200 yên hết. Anh đi xa hay là đi gần cũng đều giống nhau hết, cũng là 200 yên. Hoặc 使わないに関わらず会場にはマイクが準備してあります。Dẫu, mặc dù, bất kể có sử dụng hay không thì nó đi với một cặp từ đối nghĩa scout thì hội trường chúng ta vẫn cần phải chuẩn bị một cái micro. Đó, dùng hay là không dùng thì vẫn giống nhau, vẫn cần phải chuẩn bị trước. Nhớ nhé các bạn nhé, bất kể, không liên quan tới thì đều giống nhau. Chúng ta có thể đặt rất nhiều các ví dụ khác, bất kể có đi hay là không đi thì vẫn phải mất phí. Đó, nó nhấn mạnh tới việc dẫu bất kể là gì đi chăng nữa, không liên quan, không phân biệt thì cũng đều giống nhau. Ý nghĩa sẽ giống với ố thô hoa dự. Cách kết hợp thì có một đôi chút khác. Mẫu ngữ pháp số 3, nani nani mo kamawazu, nani nani mo kamawazu. Vậy ý nghĩa, cái mẫu ngữ pháp này xuất phát từ cái động từ kamau, có nghĩa là để tâm, quan tâm, chú ý tới. Vậy kamawazu, phủ định của nó sẽ là không quan tâm, không để ý tới. Thì ta sẽ có ý nghĩa của cái ngữ pháp này, đó là mình làm một việc nào đó, mình làm một hành vi nào đó mà không cần quan tâm, không cần để ý tới những gì xung quanh. Về cách dùng cụ thể, vế sau là những câu thể hiện hành động không bình thường, hành động gây cảm giác bất ngờ. Nó và nó sẽ không đi với những mẫu câu thể hiện ý chí, nguyện vọng, mệnh lệnh của người nói. Cách kết hợp cụ thể đứng đằng trước mố kamawazu sẽ là danh từ cộng thẳng trực tiếp luôn. Và ngoài ra nó còn có đi với cả futsuke nữa. Với futsuke thì nó bắt buộc phải đi thêm với no nữa nha các bạn nhé. No mo kamawazu. Và trong trường hợp có no thì động từ chúng ta cứ chia về thể thông thường. Tính từ đuôi na thì chúng ta phải có na hoặc dearu. Danh từ thì phải có na cộng với dearu thì mới nối được với no. Chúng ta đến với ví dụ cụ thể. Hitome mo kamawazu michi de onakisteru hito mikaketa. Tôi đã thấy một người, đúng không nhỉ, đã khóc rất là to mà không màng tới
mọi người xung quanh, ánh mắt của mọi người. Tức là mặc kệ cho mọi người nhìn vào, nhưng cô ấy vẫn cứ khóc. Cô ấy khóc rất là to mà không quan tâm tới việc mọi người đang nhìn mình. Đó, chú ý nhé, cách sử dụng của nó là như vậy. Cách dịch thì chúng ta có rất nhiều cách dịch tùy vào văn phong của mỗi người. Hawa hito matasetteru no mo kamawazu mada kagami no mae de keisho shiteru. Mẹ tôi không màng tới việc đang đợi người khác phải chờ, vẫn cứ ngồi trước gương mà trang điểm. Đó, bất chấp người khác đang chờ nhưng mẹ không để ý, không quan tâm, không màng tới việc đó, vẫn cứ tiếp tục trang điểm. Đấy là cách sử dụng của mố kamawazu nha các bạn nhé. Hoặc là sau đây thì chúng ta có thể đặt rất nhiều ví dụ khác. Hai người họ hôn nhau hoặc là ôm nhau, bất chấp, không màng tới những người xung quanh, kiểu như vậy. Ngữ pháp số 4, nani nani wa tomokaku toshite nani nani wa tomokaku. Mẫu ngữ pháp này được dùng với ý nghĩa vì có một điều khác, có một yếu tố khác quan trọng hơn, mình muốn nhấn mạnh hơn, nên trước hết mình hãy tạm bỏ qua cái điều này đã. Về cách dùng cụ thể, vế phía trước của hóa tomokaku là điều mà chúng ta tạm bỏ qua vì đây không phải là điều mà người nói chúng ta muốn chú trọng tới, và thường hay đi với những từ nghi vấn kèm theo như là cả, kadoka. Ở vế đằng sau là ý mà chúng ta, những người nói, muốn nhấn mạnh hơn so với đằng trước. Về cách kết hợp, đứng đằng trước của tomokaku toshite có thể là danh từ đi kèm với trợ từ, hoặc khi đi với thể thông thường thì chúng ta bắt buộc phải danh từ hóa bằng cách thêm no rồi nha các bạn nhé. Và chúng ta sẽ đi với futsuke, thể thông thường. Tuy nhiên ở thể thông thường thì chúng ta chỉ đi với dạng hiện tại thôi, verb hữu, verb nai thôi, chúng ta không đi với quá khứ. Với tính từ đuôi na thì chúng ta không dùng đà mà dùng na, với danh từ chúng ta cũng dùng na thì mới nối được với nano. Ví dụ, kono mise wa mise no funiki wa tomokaku ryori no aji wa saiko da. Cửa hàng này thì sao đây ạ? Chưa cần nói đến, khoan hãy bàn tới không khí của nó, thì cái điều tôi muốn nói ở đây đó là vị đồ ăn rất là tuyệt, là ngon nhất. Thì trong câu này, đứng trước wa tomokaku là funiki, là bầu không khí, thì đây là cái mà người ta không cần chú trọng, mình tạm bỏ qua. Cái điều quan trọng mà người ta muốn nhấn mạnh tới nó ở phía sau, và quan trọng hơn cả là cái đồ ăn ở đây rất là ngon. Ví dụ tiếp theo, soto de wa tomokaku ie no naka de tabako suu no wa yamete. Khoan, chưa cần nói đến bên ngoài như thế nào, quan trọng nhất là hãy dừng ngay cái việc hút thuốc trong nhà đi. Đó, ở ngoài anh hút thuốc hay không không cần biết, không quan trọng. Cái đây em không muốn nói tới, đúng không? Tạm khoan nó đi, tạm bỏ nó, gác ra một bên. Cái điều quan trọng nhất mà muốn nhấn mạnh ở đây là không được hút thuốc trong nhà. Hoặc sao đấy nhỉ? Kono doresu wa nedan wa tomokaku design ga ii desu ne. Ôi, cái váy này, cái bộ đồ này, khoan chưa bàn tới giá, giá của nó như thế nào thì không quan trọng. Điều muốn nói, điều quan trọng hơn cả là sao? Thiết kế rất là đẹp, nhớ nhé. Nó nhấn mạnh đến cái điều ở phía sau. Cái đằng trước này thôi tạm khoan đi đã, chưa muốn nói tới, nhấn mạnh cái thằng ở đằng sau cơ. Chúng ta có rất nhiều cách dịch nhé. Ngữ pháp thứ 5, nani nani wa sateoki, nani nani wa sateoki. Mẫu ngữ pháp này được dùng với ý nghĩa là sao? Còn có một điều khác quan trọng hơn, nên hãy tạm gác cái chuyện này và hãy bắt đầu, trước hết hãy bắt đầu từ cái chuyện quan trọng trước đã. Ừ, ta thấy cái này nó cứ giống giống cái kia nhở, như vậy có gì khác? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và mình sẽ phân tích nó khác nhau ở điểm nào. Mẫu ngữ pháp này hay đi với những từ thể hiện một việc quan trọng, chuyện sẽ trở thành chủ đề sau đó. Cũng có thể đi với những từ nghi vấn kèm theo như cả, kadoka. Những chuyện ở vế phía sau sẽ ưu tiên cao hơn so với những chuyện ở vế phía trước. Vậy nó có gì khác với quá tomokaku ở trên? Thì chúng ta bây giờ phân biệt một chút. Quá sateoki, cách sử dụng của nó sẽ hẹp hơn quá tomokaku. Quá sateoki nó chỉ dùng trong trường hợp đó là sao? Mình hãy tạm gác cái chuyện mà mình đang bàn tán sang một bên và hãy bắt đầu một cái chuyện quan trọng hơn. Ví dụ, bây giờ mọi người đang bàn tán về cái chuyện gia đình, con cái, vân vân, nhớ nhá, cái mà mọi người đang nói chuyện, đang bàn tán, thì bây giờ tạm gác mấy cái chuyện lặt vặt đấy đi, đúng không? Tập trung vào cái cuộc họp đi, chẳng hạn như vậy, nhớ nhá. Những cái chuyện mà mọi người đang bàn tán ấy, thì mình tạm gác nó sang một bên, mình bắt đầu bằng cái chuyện quan trọng hơn. Còn quá tomokaku, cách sử dụng của nó rộng hơn. Ngoài cái cách sử dụng giống sateoki thì nó còn có một cách sử dụng giống như cái những cái ví dụ ở trên mình có nói. Khi đánh giá về một đối tượng nào đó, ví dụ cái cửa hàng hay là cái bộ trang phục này, à, mình khoan chưa nói tới cái bầu không khí, khoan chưa nói tới giá cả của nó ấy, thì cái điều quan trọng hơn cả là chất lượng nó rất là đẹp hay là đồ ăn của nó rất là ngon.
Chẳng hạn như vậy, trong trường hợp đánh giá một cái vấn đề nào đấy, lúc này không phải là cái chuyện mọi người bàn tán với nhau, đúng không? Thì chúng ta dùng được quá tomokaku mà không dùng được quá sateoki. Chúng ta đi đến với những ví dụ cụ thể của quá sateoki. Ví dụ số 1, donna ie ga iika wa sateoki, donna chiki ni hikkoshitai ka o kangae yo. Tạm gác cái chuyện mua nhà thế nào, căn nhà thế nào thì được đi. Ban đầu hãy quan trọng nhất bây giờ, ưu tiên số 1 là mình hãy xem là mình muốn chuyển đến khu vực nào đã. Chẳng hạn cái gia đình này, đúng không ạ, đang muốn chuyển nhà. Vậy mọi người thì lại đang bàn tán, ôi tôi em muốn một căn nhà rộng như này, con muốn một căn nhà có vườn, có cái nọ, có cái kia. Đấy, cái chuyện mọi người đang bàn tán. Thì bố mới chốt một câu, tạm gác những cái câu chuyện đúng không? Nhà như thế nào, to hay nhỏ thì tạm gác sang một bên. Quan trọng nhất đầu tiên, mình phải ưu tiên số 1 đó là sao? Muốn chuyển đến chỗ khu vực nào đã. Hoặc ví dụ số 2, Choda wa sateoki, jikai no meeting no tema o kimete okitai to omoimasu. Trong một cuộc họp chẳng hạn, đang họp đúng không, thì mọi người lại bàn tán về cái mấy cái chuyện linh ta linh tinh, Jordan cười đùa trêu đùa nhau. Đó, những cái việc mọi người đang bàn tán. Thì bây giờ ông này ông ấy nói, ôi bàn tán này là vui vẻ hay là đùa vui gì thì tạm gác sang một bên, để sau đi, cái chuyện trêu đùa để sau đi. Quan trọng nhất, ưu tiên số 1 bây giờ mình phải chọn được đề tài cho cái buổi họp lần sau. Như vậy, quá sateoki khác với quá tomokaku ở điểm chỉ dùng cho trường hợp đó là sao? Tạm gác, dẹp sang một bên những cái câu chuyện mà mọi người đang bàn tán. Nhớ nhá, đang bàn tán nó chỉ có ý nghĩa như vậy thôi, tập trung vào cái chuyện này đã. Còn quá tomokaku thì nó rộng hơn, không chỉ dùng cho những cái việc mình đang, mọi người đang bàn tán, mà nó còn dùng để đánh giá một cái đối tượng nào đấy. À, với cái đối tượng này thì điều quan trọng không phải là cái này, khoan hãy bàn đến cái này, mà cái quan trọng nhất, cái điều mà mình muốn nhấn mạnh nhất nó là ở đằng sau.